tại thiên thế giới là khu vực hay có thể gọi là cõi của một vị vật chánh đẳng giác xuất hiện tại đó. Đức Phật không ra ngoài ranh giới này. Giới hạn này thật là rộng lớn và bao la, vượt quá suy nghĩ hiểu biết của chúng ta. Nhưng theo kinh điển thì Đức Phật của chúng ta chỉ thuyết pháp, hoàn pháp trên trái đất, vùng đất thuộc khu vực Ấn Độ xưa và có lên cõi trời thuyết pháp. Vậy con thấy Đức Phật chỉ hoạt động tại hai địa điểm nơi chốn này. Vậy sư cho con hỏi lý thuyết về A Tị Đàm về 10.000 đại thiên thế giới có phù hợp chăng? Trong khi chúng ta không biết Đức Phật có hoạt động trong phạm vi này hay không? Ờ, trong một cái đoạn chú giải trong uh, Kinh Đại Bác Niết Bàn Có một đoạn như sau ở nơi đó có những nơi mà chúng sanh sẵn sàng để nghe pháp nhưng không sẵn sàng để thấy hình ảnh của một vị trên đẳng giác thì theo tôn có thể khiến cho chúng sanh đó nếu như có duyên với ngài thì có thể khiến cho chúng sanh đó thấy được à, nghe được chánh pháp mà không phải thấy ngài rồi có chúng sanh đó, sẽ hoan hỉ nghe pháp khi mà thấy cái người thuyết pháp đó, trong một cái hình tướng đặc biệt thì đức thế tôn có khả năng hóa hiện ở cái hình tướng đó để thuyết pháp cho chúng sanh đó nghe tụ Chung lại đó uh, theo như trong chú giải thì ở cái uh, nơi nào uh, mà chúng sanh hữu duyên với đức thế tôn thì trong một khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc, đức thế tôn có thể xuất hiện ở nơi đó để mà tế độ cho chúng sinh đó. và quý vị nên nhớ rằng cái khả năng phần thân mình tạm gọi là phân thân của một vị chánh đẳng giác là không có hạn chế. ngài um, chun lá banh thác cá Ngài có khả năng phân thân ra làm rất là nhiều những cái thân của Ngài Mỗi một vị đó Thì có vị thì ngồi, có vị thì đứng, có vị thì học kinh, có vị thì tập thuyết pháp Có vị thì làm cái này, vị làm cái kia Mỗi một vị đều có một cái uh, cử động khác nhau hoàn toàn riêng biệt Ngay cả một vị A-la-hán à, là Ngài Chuyên Lắp Anh Tháp Cá Ngài còn có khả năng làm được như vậy thì huống chi À, là một vị trí nặng giác. Nó có hai vấn đề. À, chúng ta gọi là bất khả tư nghị, tức là không thể nghi bàn. Một trong à, một thứ nhất là cái gì? Giới hạn của thế giới này. Ừ. Nói về không gian, giới hạn của không gian thì nó là bất khả tư nghị cái thứ hai là trí tuệ của đức phật của một vị chánh đẳng giác khả năng của một vị chánh đẳng giác là bất khả tư nghị ngoài ra nó còn có hai thứ nữa à, đó là cái um, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị và khả năng thần thông của định là bất khả tư nghị như vậy đó, đối với những thứ mà chúng ta gọi là bất khả tư nghị đó, tức là sao với trí tuệ của phàm phu mà chúng ta cố gắng hiểu về những việc thuộc phạm vi của một vị chánh đẳng giác thì nó đem lại nhiều cái sự tai hại ví dụ như nó đem lại sự hoài nghi hoặc thậm chí đem lại sự điên loạn cho nên quý vị đọc mà quý vị suy tư thì đương nhiên quý vị sẽ thấy hoài nghi đó là đương nhiên bởi vì chúng ta đã phạm chạm vào ha, chạm vào bốn cái điều bất khả tư nghị thế giới này là bất khả tư nghị khả năng của một vị cho đẳng giác là bất khả tư nghị trí tuệ một vị cho đẳng giác là bất khả tư nghị khả năng thần thông cố định là bất khả tư nghị cho nên chúng ta chưa chứng đạt được đến đó thành ra là mình có bàn thì cũng vậy thôi Ờ, trong trường hợp mà quý vị cảm thấy cái chuyện này là khó tin á thì tạm để qua một bên bởi vì dù sao đi nữa thì riêng về cái khía cạnh này chúng ta không cần tới nó thì chúng ta vẫn tu tập đi đến giải pháp được có những chuyện mà đức thế tôn không nói như trong tạng luật ngài nói rằng có những cái ngài thấy ngài biết nhưng mà không nói bởi vì sao bởi vì khi mà chúng sanh không tin khi chúng sanh không tin thì nó sẽ là trở ngại cho chính con đường tu tập giải thoát của chúng sanh đó chính bởi vì như vậy à, có những chuyện mà chúng ta không nên biết không cần phải biết bởi vì cái lòng tin của chúng ta chưa đủ mà chúng ta đọc nó chúng ta thấy lạ rồi chúng ta không tin thì chính cái việc chúng ta không tin nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp À, đến con đường giác ngộ của mình thì nó là cái chuyện được không bằng mắt ha